Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây hải châu lá nhỏ nha mình nha. Cây này nhà vườn vô dây định hình hết trăm nó rồi. Cây này 4 thân chung cốt cho mình. Hải châu lá nhỏ nha. Cây này có mã số là 53. Có tổng hoành gốc là 33 nha mình nha. Riêng thằng lớn này là 19, cây cao là 125. Tới đỉnh nha. Cây đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 47. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3,5 triệu bao ship không chậu nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Hải châu. Nói chung mấy hôm giờ ở chỗ em mưa quá. Nước mà ngập luôn nè. Hải châu nhà mình nha. Lá này. Lá nhỏ nha. Vô dây định hình hết trong nó rồi. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu giam nó nữa là ok thôi. Cái này liền cốt hết nha mình nha. Liền cốt. Cái này nói chung mà thuần chậu lâu rồi. Đang cho hoa luôn nè. Rồi mã số 53. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3,5 triệu bao ship không chậu cho một tác phẩm hải châu lá nhỏ nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.